châu lục cung nương à, sắc phong châu lục cung nương à, vốn dòng lệnh tộc ly sinh trên non ngàn. Chín tư ngàn tụ khí là nơi chúa tiền vâng lệnh ý nhời ý à. Lệnh ý nhời ra trong bệ ngọc, ra ngoài bàn loan, đêm hôm xuống trần gian báo mộng, trần thị nương tâm động bào thai mùa thu tháng chín lẻ mười. Thông uyên ra chiều hơn hờ, cả bản làng mừng rỡ xiết bao mới hay như ý sợ cầu ý à. Ngày cháu chuốt vàng chốn phòng ngoan, đêm mơ ngày dưỡng dục đặt tên chầu, mẹ lục cung nương gương chầu sao khéo phi phương ý ăn. Hoa hơn hờ tính vương lâu lâu, vẹn một bầu nước trong leo lẻo, trách ông chẳng già sao khéo vần vơ vô tình ép uống lòng tơ ý à. Lòng tớ hay đâu con tạo nên ni cớ cớ gì, lập tức thì ngày đôi mươi tháng chín mùa thu về, xa lành hồn hương thung huyền sầu thảm nhớ thương ý ăn. Thank you.
xa ruột quằn quại đau. Trải bấy lâu thiên đình sai xuống hết hạt rồi, giờ gót về tiên châu còn thương nhớ thung hiền tí ai. Về đồng làm lễ dâng nhang, dâng lên cho tới mười phương độ trì. Tay dâng nhang miệng miệng từ bi, ý à ơi à. Sai thập nhị tiên nàng khăn điều ao thắm dịu dàng bước ra, cô nàng cả dâng bông dâng hoa, cô đôi tươi tốt nết na ưa nhìn, cô nàng ba dạo cánh hồ tiên ý à ơi à. Sóng đăng trầu múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa, những sông tình sau đầu sông ngân hà, ý à ơi à. Về hội múa là về đây múa ca, trên sơn trang tối linh hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim hoanh liễu lo chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Hài hoa dạo vót lên mây, thương đồng loan giá về đây, suối dầu ta lội tung tăng, đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa, hương thanh đồng loan giá về đây, trên ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca. Còn à, thương nhớ thung huyền à, dấu thiêng hiển tích trong miền chín tư tục truyền lưu để ngàn truyền a lưu để ngàn thu a. Nhân dân thôn ấp con thù giặc nguyên xuân sang, mở hội đua thuyền bất thường, một sớm hôm mai đi à.
sớm hôm mai à. Trầu lên đỉnh núi hóa thân tức thì, sắc da ban vang lừng tám cõi, trầu lục ngàn trói lọi trời nam trong đêm tấp nập sửa sang à. Trong đền tấp nập sửa sang, lối lên sông hóa lại càng thanh cao, vào năm kỷ mão anh hào ý à ơi à. Xe loan thánh giá hồi cung. Mà có mùa về cả sông hoa sâu, người ta xin như trường bầu đâu. Người ta xin như trường bầu chân mây ngày nay, nước mưa tiếng thơm danh.
cầm tu đức mưa sáng cùng Phật tấu thỉnh Phật tuyên kinh triệu linh tam tứ phủ cung thỉnh trần triều khang thỉnh sơn trang trợ thi cô hồn cầu an bản mệ kim cư Việt Nam quốc tỉnh Hà Nam huyện Kim Bảng xã Tượng Linh thôn Phú Đê xóm hai đầu vu tại Tiên Long tự thượng phổ kim thần đệ tử mộc ân thanh đồng lã văn thủy niên sinh quý hội căn trần mạn mệnh tam thập thất tuế chú tại thôn ba xã vạn phúc nguyễn thanh chỉ hà nội đại tâu dẫn chính tân đệ tử thanh đồng nguyễn thị nhàn hiệu danh nguyễn trang niên sinh kỷ tỵ căn trần mạn mệnh tam thập nhất tuế cờ vì căn trọng số cao hồi tâm đạo hạ thiên ca cát nhật tu thiết kim ngân hình nhân mua màu tượng ma long chùa nốt tam đầu kiểu vĩ dường thuyền mạng hương lược quạt các hạng tặng phật tiên lễ tạ ơn phật thánh đáo hạn tam điện cầu an bản mệnh cầu tài cầu lộc cầu ta đạo ứng long các khánh cân thủ kim nguyệt cát nhật đạo lưu tiểu vu điện sứ pháp đàn khai thượng thiện tiêu chủ viên địa tan hạ cáo thập phường biên cập thiên địa thủy quan hoặc sứ văn chi hữu công thành tiểu bản đàn thần đắc thứ lai từ thần an giáo một khoa cùng hành phẩm sợ để nhân nhân tiên thiên nương thỉnh thỉnh mời để nhân nhân tiên thiên linh linh thánh thánh vân vân đi công chúa thượng thiên tinh tinh sắc sắc như đông đông nơ Yeah.
vân ca tuôn cười nghĩa hương thiên bản nhà đi tại chân Di Đà Phật độ nhang xa nhiệt pháp giới hùng nguồn chương Phật hải hội tất giao văn tùy sứ tiết tường vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Sơn thanh xa hồi cúng chốn đồi chiên đàn hải lạng độ nhiệt minh hương gia du tử mẫu lưỡng vô hương hỏa nội đắc thanh hương trí tâm kim thương nhất chu biên tập phương nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát sơn thanh xa hồi cúng sớm kết loan phòng kính xuyên giới định chân nhang phần khởi sung thiên thượng đệ tử hiện thanh hiện tại kinh lô phong khoảnh khắc nhân luân luân miễn mãn thập phương thích nhật nhật ta du miễn tại tiêu hai trường nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát sơn thanh xa hồi có lệnh truyền Chính
chính cơ nghinh cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau tuổi huyền trên bộ đua nhau uốn lưng lưng nghiêng lời núi lắng lắng đầu gần gần sông sông quốc sử Việt Nam trần thị lịch đi chỉ bình thiên trường tức mạc địa xanh sơn hàng dục dục tu chung linh tham tì
quốc sử ký Việt Nam. Việt Nam trần thế Hạ lương ngô
nhất nhất đường ngư thủy long vân tao phùng thấy xa hồi kinh đôi chân bị mở man nam hải đức để tam mi dòng dõi kim chi xoan thách xa bên thần tiên vương vô đệ nhất nơi tức bạc hương là đất đinh trầm quanh thành xa đề nhị đại hoàng tâu vương vô tên gọi đại hoàng thông minh chính trực vẻ vang trong chiều thành xa cửa suốt tơ mơ nhát trông xa tờ mờ chiếc roi cô bé lá cờ của phòng sơn hoàn thành xa hồ đông lập ở hướng đông ngôi đền thờ cậu lập ở hướng đông đền thờ cậu bé nhà trần trần linh linh bay thành xa tam vị chúa mường sơn quan tam vị chúa mường thịnh mời chúa hạ đệ tây điên đi đi xa lạ về nước nước biển biển nam đi có ngàn đi đông lộ cõi bắc bắc kỳ thank you.
Phật đi non tiên đi thấy ngàn tỷ tam đạo thấy thiên gì kia hồ bát nhã thời thời tức cổ có nước nước vàng nghi thác bạc nghi có cầu có nước nước sông truyền
tay tuy có cấu tiên sinh một đời học phép cứu dân đi. Cho đồng mình
trăng sáng. Chúa Bà Địa Tam quyền hành cai quản sơn trang. Các đồng nghĩa quý đầu làm tôi anh linh lực lượng lấy núi đồi. Thần thông nhiệm mô
tròn sắc tốt tươi dương già, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Chí thân thông nghi bốn quan
lục lùng chi thần lương thông quyền thủ tam giới phi phong chiếu quang minh hai tâm hoa
hoan hỷ, khai khẩu cổ năng thuyết ni, khai túc năng bộ hành, khai quang thập cơ sĩ hồi quang minh chứng chứng mã văn. Dòng nhang khai quang thập cơ sĩ hồi quang minh chứng thủ tam ngã tích tăng cúng sàng kim vũ hoàng lân cận lì thánh chúa niên trung vương. Xòe cánh quạt tiên quan về, xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp trường, cho đồng bình bình an về cho họ Nguyễn Trường Sinh. Ga đang tăng xa ân bi từ bi mẫn chúng sinh, bi bi ngã tìm kinh lễ, dòng nhang thập cờ diệu huyền quang minh chứng phủ tam mờ. Chứng chứng phủ chung chung xoe cánh quạt tiên quan về, xoe cánh quạt tiên đi quạt đi nghiệp chướng, cho đồng mình làm về cho Nguyễn Trường Sinh. Dòng nhang khai quang thập cơ diệu quang minh chứng chứng phủ chung chung ngã tích tăng năng cúng dường kim vũ hoàng lâm cận lì thánh chúa tiên trung vương. Quan vị bóc vỏ soi lòng nghỉ ngơi tâm soi tình nghi cung hồng trần gian về cho họ hết bình an. Lấy lộc cho đồng quan vị, lấy lộc cho đồng nghỉ thứ nhất lộc hoa này, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền về cho đôi chữ giàu sang. Cấp thực cho đồng quan vị, cấp thực cho đồng nghỉ, cấp ngân ngân cấp xuyến cho đồng ấm no về cho họ Nguyễn giàu sang. Như lai như điểm khai khai thần nhớn chiếu quang minh như khai tâm tâm hoan hỷ, khai khẩu khẩu năng thuyết như khai túc năng bộ hành, khai quang thập cơ sĩ huy quang minh chứng hình nhân. Dòng nhang khai quang thập cơ sĩ huy quang minh chứng hình nhân, ngã tích tăng cúng dường kim vũ hoàng lâm cận lì thánh chúa tiên trung vương. Quan vị chỉ nốt chút hình nhìn đổ cho họ nguyên đi phước cung hồng trần gian về cho đôi chữ bình an. Khai sáng cho đồng quan vị, khai sáng cho đồng người, khai tâm khai tình nguyên cung hồng trần gian về cho họ Nguyễn Trường Sinh. Là phép kéo cầu nghìn độ cho họ Nguyễn, theo cầu mà lên về cho đệ tử bình an. Đôi chữ bình an về cho đôi chữ bình an, đi cửa nhà phú quý khang ninh ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường. Giờ sổ công đồng quan vi, giờ sổ công đồng nghỉ, nhân nhân đồng chấp tinh ngày giờ chép biên về cho họ Nguyễn Trường Sinh. Thank you.
xa vũ đăng vân có phe, xa vũ đăng vân bát muôn đi công từ xa gần, điều làm tôi kim kim hoàng lân cận lì thánh chúa tiên trung vương. Bóc vỏ soi lòng quan phi, bóc vỏ soi lòng nghề soi tâm soi tình như phương hồng trần gian về cho họ Nguyễn Bình An. Lấy lộc cho đồng quan phi, lấy lộc cho đồng nghề, nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền về cho họ Nguyễn giàu sang.
cấp cấp thực cho đồng quan vị, cấp thực cho đồng nghề, cấp ngân cấp xuyên, cho đồng ấm no về cho đi tình trường sinh nghi. Phụng thỉnh thỉnh như lai ngơ điểm khai khai thần nhớ chiếu quang minh minh khai tâm tâm hoan hỷ khai khẩu khẩu năng thuyết đi khai túc năng bộ hành nghiệp khai quang thập cơ duy quang minh chứng chứng hình nhân chứng nốt chứng hình quang về chứng nốt chứng hình nghi đồ cho nguyện phúc hồng trần gian về cho đệ tử bình an. Quan vị khai sáng cho đồng nghề khai tâm khai tình đi vô cùng hồng trần trần an về cho họ nguyện trường sinh đi. Làm phép kéo cầu quan vị làm phép kéo cầu người đổ cho họ nguyện biết theo cầu mà lên về cho đôi chữ bình an. Giờ sổ công đồng quan vị giờ sổ công đồng vị nhận nhận đồng chức linh ngỡ ngày giờ chép tiền về cho đôi chữ chàng sinh đi đôi chữ chàng sinh về cho họ muốn chàng sinh đi chữ chữ phú chữ quý an ninh thọ trường về cho giúp mạnh đôi đường. Sinh để dòng
rằng câu đôi thiên đường thoái phủi trước chân võ thần chân thủ bốn phương nghi có phen tuần thú sông thường trở về tình nghi bắt quỷ xương lục đồng đầu chứng hình nhân
tam đầu ngã tích tăng cúng dường kim phục hoàng lân cùng đỉnh thánh chúa tiên trung vương ca đăng tăng xa âm minh từ bi mẫn chúng sinh nghi phổ ngã kim kinh lễ khai quang thật cơ diệu quang minh chứng tam đầu khai sáng cho đồng quan vị khai sáng cho đồng mì khai tâm khai tình phúc hồng trần gian về cho họ nguyễn linh bình an làm phép kéo cầu quan vị làm phép kéo cầu người đủ cho họ nguyễn theo cầu mà lên về cho đệ tử bình an đôi chữ bình an về cho họ nguyễn bình an đi đi chữ phú chữ quý thank you.
luật luật có thuật nì ai hằng giam sanh xó văn tài xó văn tài nghỉ chung chính hai đa xích đăng nghỉ cho trí lành danh uy danh hùng lớn dậy vang khắp vùng
dạo sống dâu, dạo sống dâu, sống cầu sống hát. Khi lên gành, khi lên gành ngài xuống thác vui chơi. Thuyền rồng nghỉ trăm mái chèo tôi xích đằng quân lành ngã ba quan đi về. Truyền niệm thủy
bộ chư sinh chỉnh tề đại giác sáng niệm chân thế gian. Mãi tiền án ni nổi dòng sức binh đua quân trèo nghỉ lịch lịch bốn phương có phen ni tuần sông thương trở về tỉnh Bắc quá sang sông được đâu. Dạo sông sâu nghi sông cầu sông hát khi lên gành nghi xuống thác vui chơi thuyền sông nghi trăm mái chèo tôi sức đăng quân lành đôi đi về. Thánh gia hồi cung tiệc ban loan cung thịnh mời quan đệ tử vốn con trời ngày xưa tiền điện cung. Hoan hỷ khai khẩu năng thuyết
ni khai túc năng bộ hành khai quang thập cơ siêu quang minh chứng má văn nề dòng nhang khai quang thập cơ diệu quang minh chứng phủ tam ngã tích tăng cúng dường kim vị hoàng lâm lập đi thánh chúa tiên trung vương xòe cánh quạt tiên quang về xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp trường nguy cho đồng bình an phê cho họ nguyễn tràng sinh nghi ca tăng xa âm mi từ bi mẫn chúng sinh nghiệp bổ ngã kim kinh lễ khai quang thập cơ diệu quang minh chứng phủ tam dòng nhang khai quang thập cơ diệu quang minh chính phủ trung ngã tích tăng cúng dường kim phủ hoàng lân thuận lì thánh chúa tiên trung vương xòe cánh quạt tiên quang về xòe cánh quạt tiên ni quạt đi nghiệp trường nghi cho đồn bình minh an về cho đôi chữ trường sinh sinh nghi xa ân ni từ bi mẫn chúng sinh nghi phổ ngã kim kinh lễ khai quang thập cơ diệu quang minh chứng phủ trung chứng quả cho đồng quan vi chứng quả cho đồng nghi độ cho đệ tử nghi phúc hồng hậu trần gian vi cho đôi chữ bình an lấy lộc cho đồng quan vi lấy lộc cho đồng nghi thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ cho họ biết giàu sang cấp cấp thực cho đồng quan phi thực cho đồng nghỉ cấp cấp ngân ngân cấp xuyên cho đồng ấm no về cho họ biết trường sinh nghi phụng thỉnh thỉnh như lai như điểm khai khai thần nhớ chiếu quang minh nghi khai tâm tâm hoan hỷ khai khẩu khẩu năng thuyết nghi khai tích năng bộ hành khai quang thần cờ siêu quang minh chứng hình nhân lên khai tinh phúc phúc hồng trần gian về cho họ nguyện bình bình an làm phép kéo cầu quan về làm phép kéo cầu nghề đủ cho họ nguyện theo cầu mà lên về cho đôi chữ chàng sinh đôi chữ chàng sinh về cho họ nguyện chàng sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho giúp mạnh đôi đường sở sổ công đồng quan vi giờ sổ công đồng nghi nhận nhận đàn chấp lễ ngày giờ chép biên về cho đôi chữ bình an đôi chữ bình an về cho họ nguyễn bình an đi cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho giúp khách đôi đường chiều bay bay thần ra tặng
hiền phong công minh đền xã tắc dài đông nghề nhớ ơn đi tiên linh cùng chú đời sau ngô giữ gì đi khắp miền
xuyên hải sông tranh nước long. Thank you.
linh ngồi cao công chúa quyền đi hành nghề núi non danh thơm đã nức đi trên sườn núi sau lưng leo người mèo đi.
sớp sớp trên sườn núi sau lưng đèo người mèo cát. Sớp 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi người mèo đi. Sau trình của cha, châu trình đi tự vị thanh tà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.